em và anh cãi nhau thì lúc nào cãi nhau em cũng là người chia tay, cãi nhau cũng không có một cái điểm chung để mà nói, và anh lúc nào anh cũng giữ cái ý kiến của anh hết. Thì lúc đó là đang trong cái thời gian cãi nhau. Sau cái vụ đó là em ngưng liên lạc luôn? Dạ đúng rồi, em không nói gì cả ảnh và cả bạn thân em luôn. Mà cái cô bạn thân nó có nói gì với em sau đó không? Không nói gì thôi. Là em unfriend xong là tới bây giờ là hai đứa cho tự nhiên tới bây im giờ lặng. Là giống như là hai đứa sống ở hai hành tinh khác nhau. Sao hay vậy ta? Chưa bao giờ gặp nhau luôn. Chưa bao giờ. Nhưng mà ít nhất em phải hỏi cô, ê cái này là cái gì? Anh muốn em hỏi không, để người ta trả lời mình chứ. Em cảm thấy bây giờ dù cho lý do là gì đi chăng nữa thì cái tình bạn này nó cũng đã bị rạn nứt rất lớn rồi. Ít ra em phải biết được là từ đâu người ta chui vô chứ. Anh nếu muốn người ta sẽ tìm cách, và khó khăn như vậy người ta vẫn tìm ra nhau. Một người ở Sài Gòn và một người ở Đà Nẵng, chỉ vì một cái xe hai mà người ta vẫn tìm và người ta quen nhau thì cho là định mệnh cuộc đời người ta đi anh. Em còn xen vào cái hỏi tại sao bạn lại có